Trong đơn gửi đến báo điện tử Tầm Nhìn, bà Nguyễn Thanh Minh sinh năm 1958, trú tại số nhà 11, ngõ 165, tổ 3 mới, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tố cáo ông Bùi Xuân Hòa, hiện nay là Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, về việc năm 2009, khi đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đã dùng hồ sơ giả để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật cho bà Vũ Thị Bé, khiến cho gia đình bà mất 41,8 m² đất. Năm 1946, bố đẻ tôi là cụ Nguyễn Xuân Tắc lên Thái Nguyên lập nghiệp, và sau đó cụ mua đất ở đây là từ tháng 12 năm 1946. Và khu đất của nhà tôi thì lúc đó là một mẫu 6 sào trên thước, khoảng tương đương với 6.000 m² hiện nay. Và sau đó thì năm 72 thì bà Bé là mua đất của gia đình chúng tôi là 42 m². Và đến năm 1982 bà Bé mua tiếp thêm 27 m² đất, thì tổng cộng bà Bé mua của bố tôi với diện tích đất là 69 m². Và đến năm 2002 thì bà Bé đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp diện tích đất là 70 m². Và đến tháng 1 năm 2003 thì bà Vũ Thị Bé đã bán cho chị Phạm Thị Hường ở bên cạnh là 20,2 m². Và tổng diện tích đất bà Bé còn lại là 49,8 m². Sau đó thì đến năm 2007 thì bà Vũ Thị Bé đã bán cho ông Phạm Đức Nghị và bà chuyển đi nơi khác. Năm 2013, khi phát hiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần 2 cho bà Bé do ông Bùi Xuân Hòa, lúc đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ký, có nhiều điểm bất thường như đơn xin cấp giấy chứng nhận ngày 6 tháng 3 năm 2009 của bà Bé, biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất ngày 1 tháng 4 năm 2009, biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất về việc xin cấp giấy chứng nhận ngày 23 tháng 3 năm 2009, chữ ký của bà Bé và hộ giáp danh đã được giả mạo. Các ngày 16 tháng 10 năm 2014, 13 tháng 1 năm 2015 và ngày 15 tháng 2 năm 2016, bà đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên, yêu cầu làm rõ hành vi giả mạo hồ sơ của một số cán bộ địa chính dẫn tới việc ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật của ông Bùi Xuân Hòa. Ngày 30 tháng 12 năm 2014, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên trưng cầu giám định chữ ký của bà Vũ Thị Bé và các hộ giáp danh. Kết luận giám định số 22 KLJD KTHS ngày 9 tháng 1 năm 2015 của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Thái Nguyên kết luận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải do bà Bé ký. Các biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất ngày 1 tháng 4 năm 2009 và ngày 23 tháng 3 năm 2009 không phải do các hộ giáp danh ký. Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc các văn bản trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần thứ 2 của bà Bé, chữ ký của bà Bé và các hộ giáp danh đã được giả mạo. Vậy mà, trong một số văn bản vẫn được ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương ký và đóng dấu xác nhận. Mặc dù suốt từ năm 2013 đến năm 2016, bà Minh liên tục gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Thái Nguyên đề nghị làm rõ việc giả mạo chữ ký trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận của bà Bé, cũng như việc xem xét thu hồi giấy chứng nhận mà Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã cấp cho vợ chồng ông Nghị do nhận chuyển nhượng từ bà Bé vì có phần diện tích đất của gia đình bà nhưng chưa được giải quyết. Trong lúc sự việc vẫn chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật, thì vợ chồng ông Nghị lại tiếp tục chuyển nhượng cho ông Nguyễn Quang Huy. Không chỉ dừng lại ở đó, tháng 1 năm 2016, ông Huy đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận, trong đó 41,8 m² đất của gia đình bà khi đang có tranh chấp. Mặc dù hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Bé đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên chỉ rõ sự thiếu tinh thần trách nhiệm của cán bộ địa chính phường Trương Vương, nhưng không hiểu sao, ngày 26 tháng 5 năm 2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên trong công văn số 553 CVTNMT đã trả lời khiếu nại của bà Minh vẫn kết luận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Bé đã được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật. Ngày 18 tháng 5 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có thông báo số 223 TBUBND, kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, ông Lê Quang Minh, tại buổi tiếp công dân, bà Nguyễn Thanh Minh, nêu rõ.
về nội dung đề nghị thu hồi giấy chứng nhận cấp năm 2009 cho bà Bé và trả lại diện tích đất 41,8m2 đất cho gia đình bà Minh. Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Những tưởng sau đó khiếu nại của bà Minh sẽ được giải quyết dứt điểm. Thế nhưng đến ngày 22 tháng 3 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên lại có thông báo số 100/TB-UBND gửi bà Minh xác định đơn khiếu nại của bà không đủ điều kiện thụ lý giải quyết với lý do quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, không liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp của bà Minh. Thời gian, công sức tìm lại quyền lợi của gia đình đã hơn 6 năm trôi qua, nhưng những gì mà bà Nguyễn Thanh Minh nhận lại vẫn chỉ dừng lại ở con số 0. Có phải chăng người đang bị khiếu nại, tố cáo là ông Bùi Xuân Hòa, hiện đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nên những người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo có sự kiêng nể, bao che, không giải quyết, để vô hình chung tạo tiền lệ xấu cho những sai phạm có thể xảy ra sau này? Vấn đề rất cần được làm sáng tỏ. Truyền hình Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.